Người đàn ông chia sẻ, đi lại khoảnh khắc một chú ngỗng rơi nước mắt đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cụ thể, anh đã nuôi chú ngỗng này được 6 năm và một ngày, khi biết mình sắp bị chế biến thành món ăn, chú ngỗng đã liên tục rơi nước mắt. Chứng kiến khoảnh khắc này, anh đã hết sức bất ngờ và vì quá tội nghiệp nên anh chủ đã quyết định giữ chú lại để tiếp tục nuôi. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng.